11 giờ đêm nghe trước nhà có tiếng nói. Chàng trai chất cam phát hiện cô gái đang đu trend top top. Ủa gì vậy? Thời gian vừa qua, trend phun nước dưới ánh đèn đường vô cùng là mãn nhãn và lãng mạn đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Từ lớn tới nhỏ, từ gái tới trai, từ những đôi đang yêu nhau cho đến cả những người cô đơn một mình. Thế nhưng sản phẩm cho ra mỹ miều là thế, trong khi hậu trường thì lại vất vả trăm bề. Theo đó, trong lúc đang nằm liêm diêm chuẩn bị đi vào giấc ngủ vì đã hơn 11 giờ khuya, chàng trai bất chợt nghe tiếng hai cô gái líu ríu rồi cười khúc khích trước cửa nhà. Mang trong lòng một nỗi thấp thỏm hoang mang, chàng trai vội check camera trước nhà thì vô tình nhìn thấy hai cô gái, một người ngồi khuất trong một góc, tay cầm điện thoại để quay video, người còn lại cầm theo chai nước đứng dưới ánh đèn, vừa xoay người tạo dáng vừa bóp mạnh chai nước trong tay để bắn ra những tia nước rực rỡ như cái vòi hoa sen. Do quay một lần nhất định sẽ không thành công nên hai cô gái cứ phải lặp đi lặp lại quá trình đến khi ướt cả tấm thân, ướt cả mặt đường, cả hai cô gái mới lóc cóc đi về. Mặc dù chỉ là một đoạn clip ghi nhận lại hậu trường trend phun nước dưới ánh đèn đường, thế nhưng mà cư dân mạng lại tỏ ra vô cùng là khó chịu và không đồng tình với việc đăng tải khoảnh khắc hậu trường của hai cô gái, vì họ chỉ đang muốn đi theo xu hướng và không làm gì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Một số bình luận được mọi người để lại: chắc là kết quả của chiếc hậu trường này tuyệt vời lắm nhỉ. Đã người ta cố tình chọn góc quay cho riêng tư rồi mà vẫn bị đưa lên, thật là khó chịu vô cùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.